you're crossing it to Sunrise and Setaway. Ooh, they're looking ahead. Giờ mình tới mình cắt bông cải dùng cho người phụ nữ. Đây là cái màu tím này các bạn, bông cải màu tím nè. Giờ đẹp chưa? Đó, này ăn này vô là rất là trung thủy á. Cái ăn cái màu tím này vô là rất trung thủy nè. Cái qua cái màu xanh này nè, đó cho nó bổ dưỡng. Đó, bông cải ở đây là vậy đó các bạn đó. Giờ bông cải cay đa nó vậy đó. Đó. Ăn cho nó bổ dưỡng nè. Đó, còn cái màu vàng này nè, đó, con cái là màu vàng, đó, con cái vàng, thì là ba loại, mình sẽ, tối nay mình sẽ cắt dùng cho bà xã và người yêu, đó, mình là vậy đó, người đàn ông giúp đỡ vợ với người yêu, đó, em không các bạn, con cái là vậy đó, đó một tiếng. Tím hoa kè, là màu vàng, xanh. Có cái màu cà rốt nữa, đó, nhưng mình không mua. Rồi, có cái màu trắng nữa, đó, có tất cả là 6 màu tổng cộng, nhưng mình thôi mua 3 màu thôi. Đây là các bạn đó, cảm ơn các bạn.